Tôi có tiêu đề khác nhập khác xuất, xin mời các đội chúng ta chuẩn bị nhiệt tiếng nào hên xui sao tên có quá hay đặt con ốc cô quan tòng vậy đi hên xui con này dễ nhớ rồi thường cá mập rồi rồi hên xui chim cu cá mập chúng ta chuẩn bị sau khi tiếng còi hoạt cất lên thì chúng ta chuẩn bị ha xin mời các anh chị chúng ta chuẩn bị nha rồi xin mời ba đội chúng ta chuẩn bị 1.000 thôi ha 1.000 lưu ý 1.000 thôi chúng ta chuẩn bị khác nhau 1.000 thôi 1.000 thôi 1.000 thôi 1.000 thôi trời ơi đúng lên xà nẹo luôn kìa chịu nổ luôn rồi rồi chấm điểm nha chấm điểm nha chấm điểm nha rồi chấm điểm nha đúng rồi đúng rồi đúng rồi trời con đá manh động chim câu này chim câu bò chim câu này nó già lắm rồi nè chú khánh nha rồi cắt xuống tôi cho là 80 lần cho mà thấy mụ nội luôn trời bữa nay cho bầu lực quá trời hết đồ còn hết mẹ đồ còn cái ấy cởi luôn đi canh gia đội này cái như rồi hết mẹ rồi đây là có lý nè rồi chưa rồi rồi con ca con chim cu chim già đó rồi khác nhỉ nhập lại cái nữa kiểm tra là cái nữa có làm sao à cổng nữa à, quá đẹp luôn à. Thì dòng một của các chị phụ nữ chúng ta sẽ có chút xíu thay đổi. Thôi một cái ha, cảm ơn cho ha. Rồi. À, cảm ơn các chị. Chim cung. Sau cuộc thi đầu tiên, ban tổ chức chúng tôi xin công bố với các anh chị. Rồi, dễ nhất thuộc về đây chim cu đám này gì thuộc về đội cá mập qua đội thì chúng ta hiểu ha rồi anh chui rồi bây giờ chúng